Chuyện tình báo Trong chương trình phát sóng quen thuộc tối hàng ngày trên kênh Ngày hôm nay mời các bạn tiếp tục đón nghe Một tiểu thuyết phản gián của tác giả Mai Vũ Được mang tên Điệp viên K09 Câu chuyện với rất nhiều tính tiết bất ngờ, ly kỳ và hấp dẫn Mời các bạn cùng đón nghe Phần 1 Tháng 3 năm 1975, Đà Nẵng đang chứng kiến những ngày hấp hối của chính quyền Mỹ ngụy Các ngã đường dẫn vào thành phố tràn ngập lính và cảnh sát các loại. Chúng hò hét, dẫm đạp lên nhau mà chạy. Xe jeep, xe cơ giới M113 pháo tầm xa đổ lăn chiêng ở vệ đường cháy đen, méo mó. Tàu chiến địch như con thoi ghé bờ đón tàu quân di tản hỗn loạn như một đàn kiến trên chảo lửa. Trên trời những chiếc HU-1A, 1B, người bu đen, dây lòng tòng bay qua sơn trà. Chốc chốc lại để rơi những kẻ bất hạnh trên máy bay xuống biển như thả một vật thải. Trái với sự hỗn loạn cực độ ở bên ngoài, cơ quan CODS của Mỹ ở Đà Nẵng vẫn êm đềm như không hề có chuyện gì xảy ra. Bút gác ở ngoài cổng, hai tên Mỹ đứng gác đội mũ sắt có lưới, kẹp súng AR-15 lim dim mắt nhìn trong cái nắng chói chang của xứ nhiệt đới cảnh hỗn loạn của đoàn người di tản đang tranh nhau xuống tàu ở trên sông ngàn thực ra cơ quan cds đã chuyển đi hết rồi tất cả những tài liệu quan trọng nhất đã được mã hóa cho vào két sắt gửi về mỹ từ khi tiếng súng của quân giải phóng vừa mới khai hỏa trên cao nguyên trung phần một tuần lễ trước đây các nhân viên cũng đã chuyển đi và nói theo cách nghề của tình báo thì đã kịp chìm vào bí mật. Chỉ còn lại chiếc máy bay HU-1A đang đỗ ở trên nóc nhà kia. Lạt nữa sẽ làm chuyến công vụ cuối cùng. Thế là xong. Trong căn phòng của ngôi nhà có một người Mỹ đang đứng trầm mặc. Đó là Trung tá John McKay, trưởng cơ quan CODS. Một con người lịch lãm trầm tĩnh, xem thường các phong tục phương Đông, nói tiếng Việt khá rành. Năm ấy, Ông ta bốn 40 tuổi Trước khi sang Việt Nam Ông ta từng làm tham tán đại sứ Mỹ tại Liên Xô Một phụ nữ Việt Nam Mặc bộ đồ màu xanh nước biển Mang kính mắt Phóng Honda rất lẹ qua cổng vào nhà À buông cái xe máy cho đồ cành Cắp vali nhỏ Chạy sồng sọc vào chỗ John kê Đang đứng John kê chạy ra đón Nhưng người chào lịch thiệp Xin chào Xin chào Mr. John Chắc ông chờ đã lâu À nhìn quanh Tôi sẽ được đi cùng với ai đây Một người đã từng làm việc với cô Đại úy Mạo Tôi đã cho người tới đón Nhưng chưa thấy về Có thể đại úy đã di tản trước rồi Rồi Mắc đưa người đàn bà sang phòng bên Y mở tủ sắt Lấy ra chai rượu đặt lên bàn tròn Mở nút rót đầy hai ly Xin mời cô Có tiếng xe jeep chạy vào sân Hai người, một Việt, một Mỹ, từ trên xe bước xuống. Người Mỹ đó là Robson, trợ lý chính trị của John Mackey. Người Việt đi cùng y mang lon đại quý không quân. Ngài đi di tản nhẹ nhàng vậy thôi sao? Tôi đã gửi vợ và con đi rồi, viên đại úy trả lời, khẽ nhếch mép, gương mặt y chứa đựng nhiều suy nghĩ. John Mackey đi đến bên Robson và nói nhỏ: "Y đã trốn khỏi doanh trại hai ngày nay." Ông chỉ tìm ở đấy thôi ư? Không, tôi đã truy lùng nhiều chỗ bạn bè hắn, nhưng không thấy. Tôi đến nhà, vợ con y cũng đã trốn biệt. Rồi mắc kê tái mặt, tỏ ra hơi mất bình tĩnh. Y khoác tay. Lệnh cho lính gác, thấy xe của đại úy phải bắn bỏ, không cho y thoát. Robson chạy ra cổng. Hai tên Mỹ đang lim dim mắt, nghe lệnh của cấp trên bỗng tỉnh lại như sáo chĩa súng lăm lăm ra ngoài đường. Chỉ vài phút sau, Zomake đã lấy lại được bình tĩnh. Y ghé tai Robson, nói một điều bí mật nào đó. Robson chạy đi thực hiện. Zomake đi đến chỗ hai người Việt, quàng tay qua lưng viên đại úy. "Tôi biết các ông là những sĩ quan được chọn lọc, những con người tận hiến cho sự nghiệp cao quý của tự do. Đến lúc này, các ông vẫn chưa bỏ trận tuyến. À, xin giới thiệu với đại úy cô bạn của tôi." Người đồng hành với ông trên chuyến bay này Rồi Mắc Kê cầm chai rượu Tất cả các bạn sẽ tìm thấy một cuộc sống như ý Ở bên kia đại tây dương Trên đất nước của hiến trương nhân quyền Đầu tiên trên trái đất Sau đó Rồi Mắc Kê trải tấm bản đồ bày ra bàn Ngài bay đến địa điểm Z này Ở đấy ngài đón người của tôi lên Địa điểm Z mà Mắc Kê đánh dấu là một bãi nổi trên sông Thu Bồn tín hiệu nhận là hai đống khói sau đó ngài bay thẳng ra biển chúng ta sẽ gặp nhau trên tàu midway Giống mắc kê đưa tay ra bắt tay đại úy và cô bạn yêu dấu của y nước mỹ sẽ không quên công lao của các ngài những chiến sĩ đấu tranh cho thế giới tự do nhưng hai người việt này không hề hiểu tâm ý xa xôi của câu nói đó họ bình thản lên máy bay khi máy bay trực thăng đã khuất dạng ở chân trời Rồi Mắc Kê bắt đầu nhìn đồng hồ Robson đeo cáp ở tai để liên lạc bằng máy bộ đàm Y quay nói với John Mắc Kê 6942 đã đến tọa độ Z Đang tìm mục tiêu nhưng không thấy 6942 xin được bay về vì không bắt được mục tiêu rồi Mắc Kê cười mỉm Quay về Phải Cắt bụi lại quay về cắt bụi ngay lúc ấy Robson nghe thấy có tiếng nổ rất lớn ở trong cáp nghe cùng với tiếng kêu thét của viên đại úy tất cả đã chấm hết Robson bỏ cáp ở tai ra cười khởi chấm dứt hình thức chiến tranh này để chuyển sang hình thức chiến tranh khác rồi mắc kê tiếp lời chắc ngài vẫn băn khoăn về mạo tất nhiên y sẽ bị cộng sản khai thác và dĩ nhiên y sẽ khai ra k chín như thế càng tốt chứ sao Con ngựa thành tư roa này Dù không lấy được thành Cũng làm cho chúng đá lẫn nhau Một loạt AR-15 bắn ra đường Rồi mắc kê và Robson sơn dừng lại ngay ngóng Chừng mấy phút sau Tên lính Mỹ xuất hiện Mạo đến Đâu Hắn thấy lộ bỏ xe chạy rồi Không tiêu diệt được Rồi mắc kê đứng im như trời trồng Rồi ra lệnh lên đường Tên Mỹ lấy ra quả mìn mò Đặt nó ở gần cổng rồi tất tả chạy lên xe jeep lúc chạy qua chiếc xe jeep của mạo bị bắn dẹp lốp đang đỗ ở trên đường chúng dừng lại mở nắp cabo quẳng vào trong đó quả lưu đạn ba năm sau đà nẵng đã giải phóng được ba năm nó đang trỗi dậy khỏe khoắn sôi động ưỡn bộ ngực nở căng ra biển cả mặc dù những vết thương chưa phải đã lành ngay cơ thể thành phố vẫn đầy thương tích và những bước đi lên vẫn nhọc nhằn bởi cái giá phải trả cho ngày hôm nay thật lớn lao đối với các chiến sĩ an ninh lại bộn bề bao công việc đòi hỏi các anh phải thận trọng tỉ mỉ kiên nhẫn và trách nhiệm chẳng khác nào cô tấm nhặt những hạt phừng ra khỏi nông đỗ làm cho sạch nội bộ đó là một công tác thường xuyên và cần thiết đối với ngành an ninh bởi lẽ cuộc chiến tranh vừa qua không ít kẻ đã từ trận tuyến cách mạng bước sang trận tuyến kẻ thù. Những kẻ này vì sự đơn hèn, vì cám dỗ vật chất, vì không chịu được tù đầy tra tấn đã đầu hàng sặc. Trong số họ, có người đã đầu thú, ăn năn, tự giác bộc lộ, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng, Xám hối như thế. Không ít những kẻ đến chết vẫn ngoan cố, chúng lật tránh, luồn lách, tạo vỏ bọc để luôn sâu leo cao, quyết đi theo giặc đến cùng. Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng Đại tá Hoàng Bảy Là một người trầm mặc và chút hóm hình Ông biết giải thích Những vấn đề phức tạp thành đơn giản Rắc rối thành dễ hiểu Ông ít lý luận suông Mà dùng cách nói cụ thể hình tượng Ông gọi công việc của mình Là công việc của người bắt sâu trong vườn Không có con sâu nào Đứng chơ ra cho ta bắt cả Trái lại Nó thường ẩn dưới lớp lá Biến màu theo ánh sáng Thậm chí còn có răng, có nọc để chống lại con người. Những ngày gần đây, ông có một mối bận tâm lớn. Đó là số tài liệu mà ta thu được trên một máy bay trực thăng bị rớt bên bờ sông Thu Bồn. Là người phụ trách an ninh trưởng thành từ trong chống Mỹ, ông hiểu rõ kẻ thù của mình. Chúng không từ một thủ đoạn, một mưu ma nào đó tiến công vào cách mạng. Và do đó kinh nghiệm đã dạy ông không bỏ qua những hiện tượng khả nghi dù là tín hiệu hoặc một tin vu vơ một tài liệu vô tình rơi vãi hay một sóng điện lạ những tài liệu trên máy bay đó đã rách nát cháy xém ít cách còn nguyên lành ông đã ra tài liệu đó cho phòng hồ sơ họ cử một ban nghiên cứu thẩm định gồm những chuyên viên giàu kinh nghiệm một ngày trưởng phòng hồ sơ mở cửa phòng ông bước vào có gì mới không liệu anh có thể tìm được con sâu nào trong đám lá ấy không Ông hỏi ngay Dạ có Đã thẩm định 85 hồ sơ Đây là hồ sơ của bọn hồi tránh Ở hai trại Tam Kỳ và Đà Nẵng Bọn này ta đều biết rõ cả Đa số bọn chúng đã di tản ra nước ngoài Một số đi cải tạo Nói chung số hồ sơ ấy Ít có giá trị Ồ oh, anh đừng xem thường Đã bao giờ anh nghĩ Là chúng mang những kẹp hồ sơ ấy đi đâu chưa Báo cáo đại tá Tôi chưa nói hết trong những hồ sơ ấy Có một hồ sơ cần phải xem xét Cần phải xem xét Vâng Đó là hồ sơ ở trong tay tôi đây Anh đặt tập hồ sơ trước mặt Hoàng Bảy Rồi cáo lui về phòng mình Hoàng Bảy nhìn trang biểu màu tím Có chữ in đỏ Tì cảnh sát quốc gia Hồ sơ K09 Phần nội dung danh mục gồm có Ảnh Lý lịch tự khai Bản tự nguyện Về hợp tá với chính nghĩa quốc gia bản đánh giá chiến tích của đương sự do trung tá john mackey hoàng bảy sững sờ vì tên đương sự là ngô thị hương ở phần thành tích john mackey ghi k chín đã giúp chúng ta triệt phá được tám cơ sở bí mật của điệp báo b 3 trong thành phố đà nẵng đã chỉ điểm cho ta đổ bộ tấn công căn cứ vùng sâu đổ não của an ninh quảng nam sau đó ta đã lấy được gần như toàn bộ hình và lý lịch của những tên khủng bố bí mật của Cộng sản Đà Nẵng. Ta đã bắt được 84 tên, tiêu diệt 36 tên. Vậy đây là thế nào? Những điều do Mắc Kê ghi kia không có bịa, nó là sự thật, bởi chính ông là người trong cuộc. Hồi ấy Ngô Thị Hương là chiến sĩ điệp báo B3, mà ông là người chỉ huy. Đúng là máy bay địch đã câu lên hàng đống tài liệu của B3 khi chúng đổ bộ vào căn cứ. Chúng đã lấy đi ảnh các chiến sĩ điệp báo, rồi sau đó in ra hàng trăm tờ cho bọn cảnh sát chìm ở các bốt gác vào thành phố, nhìn người theo ảnh mà bắt. Vụ đó gây cho chúng ta biết bao tai hại. Bản tự nguyện về hợp tác và chính phủ quốc gia mà trong danh mục đã ghi không thấy có. Chắc nó đã bị cháy hoặc mất dạng lúc máy bay rơi. Tất nhiên, Ngô Thị Hương phải đưa vào diện hiểm nghi. Tạm thời đình chỉ công tác chờ làm minh bạch bởi chưa ai có đủ chứng cớ kết tội Ngô Thị Hương phản bội là điệp viên K09 nhưng cũng không ai dám bảo chị ta không trong sạch không phải là con người của co Một người đàn bà đi từ cuối phố lại phía sở công an thành phố chị chạc 50 tuổi Gầy, cao, mặc áo bà ba đen Đôi mắt mệt mỏi Những nếp nhăn nhó kéo dài ở đuôi mắt Vẻ già nua đến sớm hơn so với tuổi Chị bước vào sở công an thành phố Đưa thẻ chứng minh của mình ra Ngập ngừng nói với anh công an thường trực Cho tôi gặp giám đốc Hoàng Bảy Mời bác ngồi Anh công an lịch sự Mời chị ngồi vào ghế rót nước Rồi quay máy điện thoại lên ban giám đốc mấy phút sau hoàng bầy xuất hiện ở cửa người đàn bà đứng lên chạy lại nắm lấy tay ông anh bầy chào chị hương chị vẫn khỏe chứ ông hỏi và chợt xe lòng từ hồi bị đình chỉ công tác chị xa suốt trông thấy gầy và già thêm chục tuổi rồi tôi tưởng không thể đến được chỗ anh nữa kia tôi đến chết mất anh bầy à tôi không chịu nổi nữa, nữa xóm người ta ghẻ lạnh tôi tôi đi đến đâu người ta cũng xì xèo rằng tôi là kẻ phản bội tôi là gián điệp lũ con nít chạy theo tôi la ó đòi đuổi tôi ra khỏi ấp mấy con vợ ngụy quân cũ cũng được dịp móc tôi tốt đẹp gì cái con mẹ đấy cái đồ làm gián điệp nó còn xấu hơn làm đĩ tôi không dám đi đâu không dám nhìn ai chị hương xin chị hãy bình tĩnh trời ơi nếu anh là người trong cuộc anh sẽ hiểu tôi khổ nỗi đến như nào nhưng đây là nguyên tắc phải vì cái nguyên tắc này mà anh để tôi chịu cực thế này đây ngô thị hương càng nói càng khóc không chị hương chúng ta đã nhờ có cái nguyên tắc ấy mà chiến thắng được bọn mỹ đến bây giờ cái nguyên tắc ấy vẫn đúng chứ tôi tin chị hiểu chị nhưng nguyên tắc là cái chúng ta phải theo không ai có ngoại lệ để tháo một quận chị rồi chị phải để tôi có thời gian tất cả rồi sẽ sáng tỏ chị đến đây thôi hay còn đi đâu nữa tôi đi đón cháu cháu mang đơn kêu oan của tôi ra thanh tra bộ tôi không chịu đựng được mong anh thông cảm cho tôi tôi vẫn làm hết sức mình vì chị nhưng không phải một sớm một chiều mà minh bạch ngay chị hãy tin tôi những việc như thế này chúng tôi không bỏ qua đâu nhưng tôi cần thời gian Mà thành phố của chúng ta còn bộn bề bao việc Nhất định chúng tôi sẽ tìm ra sự thật Ông nhìn vào gương mặt người chiến sĩ của mình và bảo Một là tôi tìm thấy lại người chiến sĩ điệp báo năm xưa Hai là tôi tìm ra K09 Chỉ có một trong hai đáp số thôi Chị lấy xe tôi mà về Ông gọi tài xế của mình Nhưng Ngô Thị Hương đã đứng lên Cảm ơn anh Tôi còn đi đón cháu Tiễn Ngô Thị Hương ra về Hoàng Bày quay trở lại phòng làm việc Ngồi đắm mình lên những trang hồ sơ Tiếu thuốc trên tay không biết tắt từ lúc nào Ông rụi nó vào cả tàn đã đậy ấp những mẩu thuốc lá Ông đứng lên đi lại trong phòng Đã mấy lần ông dừng bên máy điện thoại Cầm lên định gọi Nhưng rồi nghĩ thế nào Ông lại bỏ máy xuống Ông già đứng trước tấm bản đồ hành chính do Mỹ ngụy lập, còn treo ở trên đường. Tấm bản đồ chung ba tỉnh Quảng Đà, Quảng Nam, Quảng Tín ở góc bản đồ vẫn có con dấu ti cảnh sát quốc gia, ủy ban Phượng Hoàng. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi đứng trước tấm bản đồ này, lòng ông lại bồi hồi, nhớ lại những đường đi qua, những nẻo đường vào thôn ấp, vào thành phố. Trên bản đồ là những đường vô tư thở ơ Hầu như không nói lên một điều gì Nhưng đối với ông Nó là đường máu trên bàn tay Bởi không ít đồng chí của ông Đã nằm lại trên những con đường ấy Và giờ đây Chiến tranh đã đi qua Mấy năm Nhưng nói đến núi Quế Đỉnh năm ngọn hòn tàu Trái tim ông vẫn nhức nhối Bởi bao người đã mãi mãi nằm lại với chiến khu Họ không có mặt trong đội ngũ hôm nay Ông ngắt dòng cảm xúc đến bên máy điện thoại Quay số gọi cho phòng hồ sơ Alo Phòng hồ sơ đấy hả Mang cho tôi hồ sơ của trại an điểm Số 49 lên đây Mấy phút sau Một nữ chiến sĩ an ninh bước vào Đặt lên bàn ông tập hồ sơ ông yêu cầu Rồi lui ra Đây là tập hồ sơ được gửi về Từ một trại cải tạo các sĩ quan Nhân viên ngụy quyền Hoàng Bảy đọc Trong thời gian từ 1967 Đến 1975, tôi là đại úy an ninh đặc nhiệm về phản tình báo thuộc Ty Gia Long, nhưng thực chất tôi là người của cơ quan S Mỹ ở Đà Nẵng. Người chỉ huy của tôi là trung tá John Mackey. Đã từ lâu, John Mackey ước muốn có điệp viên của mình cài cắm được vào các cơ quan đầu não của Quảng Đà như tỉnh ủy quân đội, đặc biệt là an ninh nhân dân Quảng Đà và đội điệp báo B3. Y đã tung nhiều con bài đi Nhưng đều bị lộ hoặc bị vô hiệu hóa Nhưng dấu mắc kê không nản Cuối cùng Y đã xây dựng được một nữ điệp viên Người của an ninh nhân dân Quảng Đà Mang bí số K09 Dấu mắc kê đã giao cho tôi phụ trách Hộp thư của K09 Mọi tin tức mà K09 cung cấp Đều được tôi chuyển ngay cho dấu mắc kê Và qua kiểm tra Đều tới chất chính xác Chính nhờ K09 Chúng tôi đã biết được kẻ giết ông Hồ Điệp, trưởng ban Phượng Hoàng là Trương Thị Phương. Vụ tấn công trụ sở Đại Việt ở Tam Kỳ đều do an ninh nhân dân Quảng Đà thực hiện. Cũng nhờ K09, chúng tôi đã phát hiện được rất nhiều giấy tờ giả mạo do một chuyên viên của B3 là Văn Ba chế tạo. Do đó, nhiều điệp viên báo B3 đã bị bắt. K09 làm việc với tôi cho tới tháng 3 năm 1975 thì mất tích. Hoàng Bảy đứng lên châm điếu thuốc lá Ra ngoài hành lang nhìn ra xa Những câu hỏi lại dồn dậy Trở về ở trong đầu Cả không chín là ai Ngô Thị Hương hay một kẻ khác Nó đã mất tích thật không Tiếng manit trong phòng điện báo Gõ đều vào không gian yên tĩnh Từ chỗ Hoàng Bảy Đứng nghe rất rõ Ông thấy vui vì những người cộng tác với ông đang miệt mài với công việc chỉ ngày một ngày hai hoặc lát nữa thôi hà nội sẽ điện trở vào bức điện ấy ông đang rất mong nhưng cũng rất ngại nếu nó trả lời một sự thật mà ông không hề mong muốn bức điện quan trọng vô cùng liên can đến số phận người cán bộ cấp dưới của ông ông nhìn thấy chiếc toyota màu ghi chạy đến đỗ xịch trước sở công an ông nhận ra con người béo tốt từ trên ô tô bước xuống là bạn mình giám đốc vũ châu hiện đang phụ trách một khách sạn lớn của thành phố mấy phút sau vũ châu xuất hiện anh bảy trời ơi giờ này mà anh chưa chuẩn bị gì sao chuẩn bị gì anh quên sao bữa nay thằng sơn nó về ồ oh, hoàng bảy ngớ người mình quên khuấy đấy công việc bù đầu quá anh cứ làm như mình vẫn còn ở chiến khu hòn tẩu ấy Tôi đã biểu anh nhiều rồi, bây giờ phải xả hơi đi. Xả hơi mà lấy sức thì mới đi tiếp được. Hãy mạnh dạn giao việc cho bọn đàn em, chúng nó sẽ đảm nhận được hết. Già dạ rồi, cách mạng nó bắt em phải đến mức quên cả việc đi đón con trai đâu. Hoàng Bảy cười lấy lòng bạn. Quen nhựa chiến khu cũng tốt chứ sao? Có tiếng gọi ô tô thúc giục, Hoàng Bảy hỏi Vũ Châu. Ai ở ngoài ô tô đó? con mai dung nó cứ đòi đi đón anh lê sơn con bé học xong trường du lịch rồi lại về làm ở chỗ tôi đó này thế anh định cho chàng sĩ quan an ninh trẻ tuổi ấy nghỉ ở đâu đây nghỉ ở đây chứ còn đâu nữa hoàng Bảy cười ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu ồ anh cứ giỡn bây giờ không phải mang cái gian khổ mà dạy nhau đâu đấy chịu mấy năm giải phóng rồi anh vẫn ăn cơm tập thể nằm giường một thế này nên nhớ là con anh con tôi bây giờ nó nghĩ khác lắm nhất là thằng con anh vừa từ nước ngoài về nó chịu sao nổi cái kiểu sống chiến khu của anh tôi tin nó nó không phải là đứa hám danh lợi cha nào con ấy mà hai người bước xuống cầu thang mai dung nhìn thấy giám đốc hoàng bảy liền ra khỏi ô tô cúi chào lễ phép cô ăn mặc rất mốt hoàng bảy cũng chào lại Vũ Châu ngồi sau tay lái nổ máy. Vừa hay lúc ấy, người sĩ quan điện đài xuất hiện trên ban công tầng 2, báo cáo xuống. Tại tá có điện mật từ Hà Nội vào. Anh chờ cho một lát. Hoàng Bảy đi nhanh lên gác. Ông thấy đoạn cầu thang này thật dài và cũng thật ngắn. Ông muốn đọc thật nhanh những bức điện kia. Nhưng đồng thời, ông sợ phải giáp mặt với sự thật. Nếu nó là sự thật, Sĩ quan phòng cơ yếu trao cho ông bức điện đã dịch. Điện mật đến, công điện 031 ngày tháng năm. Gửi đồng chí Hoàng Bảy, Viện khoa huỳnh sự đã xác định bản tự dạng lý lịch của Ngô Thị Hương là thật, không phải giả. Sẽ có biên bản giám định khoa học gửi về sau. Cán bộ giám định, đại úy Hoàng Văn Lợi. Ông đứng chững lại, quên hẳn việc mình đang làm, quên cả tiếng còi ô tô đang kêu toe toe ngoài cổng. Ông xuống cầu thang đến chỗ ô tô đỗ khẩn khoản nói với vũ châu anh đi đón cháu hộ tôi tôi vừa có việc khẩn không đi được khẩn anh thì lúc nào cũng vậy tôi thật thương cho anh đã đến lúc xuống rồi mà cứ chịu khổ vũ châu trách sướng sao được mọi người đã ai sướng đâu ông bắt tay vũ châu rồi đi lên gác đầu nặng trĩu những suy tư Chiếc máy bay IL-18 đang bay ở độ cao 400 mét. Nó thực sự là một con én bạc trong không gian xanh biếc màu mọc bích. Bầu trời tháng tư nắng chói chang, không một gợn mây. Trời nước hòa sắc vào nhau trong màu xanh thuần khiết bao la. Ngồi trên máy bay, Lê Sơn đưa mắt nhìn ra ngoài. Anh bồi hồi vì sắp được trở về thành phố quê hương sau thời gian tu nghiệp ở nước ngoài. Từ Moscow, anh về Hà Nội. Từ Hà Nội, anh bay về Đà Nẵng Ngồi bên anh là một cô gái Từ lúc gặp cô ở phòng đợi sân bay Anh đã để ý đến cô Vì cái dáng vẻ sầu tư Rất quyến rũ Cô có đôi mắt hơi sâu Trái với đa số các cô gái phương Nam Da cô rất trắng Tựa như cô là một cô gái Hà Nội vậy Cô vận đồ giản dị trang nhã Quần đen áo bà ba xanh nhạt Hành lý cô mang theo Không có gì nhiều Chỉ có một túi nhỏ cô ngồi lặng lẽ ở một góc kế vào cũng lặng lẽ đi ra cửa đối với cô tất cả những gì xung quanh chẳng làm cô bận tâm dường như lòng cô còn đang có một mối quan tâm nào đó lớn hơn nhiều bây giờ cô ngồi bên cạnh anh cứ lặng lẽ như thế trong khi hành khách đã kịp làm quen với nhau kể cho nhau nghe đủ mọi thứ chuyện từ chuyện giá cả mùa màng gạo vàng đến chuyện vượt biên chuyện các nhóm phản động bị phát giác đem ra xứ ở sài gòn đà nẵng đối với cô đều thờ ơ xa lạ ngồi bên một người đẹp như thế không bắt chuyện sao được lê sơn nhẹ nhàng hỏi chị về đà nẵng dạ quê chị ở đó dạ về đà nẵng chị còn đi xa nữa không dạ cô gái trả lời anh chừng chỉ để cho anh đỡ mang tiếng là người mất lịch sự lê sơn thấy mặt mình nóng ran lên anh cảm thấy mắc cỡ Trở nên trưng hưởng Quay mặt qua cửa sổ Người chiếu đãi viên đặt trước mặt cô suất ăn nhẹ Cô cầm bánh mì lên ăn Nhai nhỏ nhẹ Còn quanh giò gói lại cho vào trong túi Cô ngồi ăn bánh mì không Sao cô không ăn Cô gái quay nhìn anh Rồi trả lời nhỏ nhẹ Em để dành cho má Miếng bánh đang nhai trong miệng Lê Sơn cảm thấy như đáng lạ Thật là một cô gái hiếu thảo một miếng ngon cũng nhớ đến mẹ chắc hẳn cô ta đang sống trong một hoàn cảnh không mấy sung sướng phải rồi chúng ta mới ra khỏi chiến tranh chưa lâu cuộc sống vẫn ngày một khó khăn thịt cá giò chả đâu phải đã nhiều thế mà ngay trên máy bay vẫn có kẻ cầm bánh mì đưa lên mũi người rồi bỏ xuống chê không tèm ăn ôi những con người hợm hĩnh và nông cạn họ chưa hiểu giá trị của những hạt cơm đưa lên miệng Họ làm sao hiểu được nỗi lòng của người con gái này khi có một miếng ăn dù ngon hơn ngày thường chút xíu thôi cũng nhớ đến mẹ. Lòng anh xôn xao, sao động sự tương cảm gật gũi. Anh cảm thấy người con gái này như thể em anh. Từ đó anh cảm mến cô ta vô cùng. Anh nhìn đôi bàn tay mềm yếu nổi gân xanh của cô. Đôi bàn tay nói lên rất rõ một đời sống không lấy gì khá giả. Em ra Hà Nội với việc chi? Việc của má Việc của má cỡ chi em phải lo Bộ em nghĩ Có thể thay má làm được sao Má không đi được Má bệnh không còn đủ sức mà đi nữa Cô nói Đôi mắt to đen rừng rừng nước mắt Lê Sơn chạy lòng Lúng túng Thấy mình có lỗi Vì đã chạm đến vết thương sâu kín của lòng cô Anh định nói một lời gì đó Nhưng không nói được Tín hiệu báo không hút thuốc lá bật sáng loa báo cho hành khách biết Máy bay đang hạ độ cao Mọi người nhớ tắt dây an toàn Mấy phút sau Chiếc Y là 18 trường xuống đường băng Lê Dân xuất hiện Trong dòng người xuống máy bay Anh nghẹn cổ nhìn cho rõ xem Bố đang ở chỗ nào Trong cái vui vẻ Quyên náo của ngày trở lại Anh không còn để ý đến cô gái Ngồi cạnh mình nữa Anh nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bố đâu Trước khi về Mình đã điện Chắc bố không nhận được Hay bố đau bệnh Anh phân vân tự hỏi Thì nghe có tiếng ai Lê Sơn chú đây Ôi chú Châu Vũ Châu đang đứng nói chuyện Với một người dáng mập khỏe Ăn vận như người lính giải phóng Chỉ khác là không đội mũ tay bèo Đầu để trần tóc đốm bạc Lê Sơn đi nhanh lại Chỗ hai người đang đứng Vũ Châu trầm bập giới thiệu Chú Ba Kỳ xưa kia cùng hoạt động điệp báo với chú còn đây là con anh bảy vũ châu nắm tay sơn cháu mập ra đấy dáng đúng là đi tu nghiệp ở nước ngoài về chú cũng thay đổi dữ ngày càng trẻ ra vũ châu tỏ vẻ thích thú sau câu khen ngợi của anh anh ba thì vẫn dứa không có gì có thể làm ông ấy thay đổi được chú giành được cái quyền đi đón cháu đấy bà kỳ cáo lui bà kỳ đi Vũ Châu và Lê Sơn ra ô tô Đón anh còn có em nó nữa Còn Mai Dung Anh còn nhớ nó không Còn ạ à? Chào Mai Dung Chào anh Cô ta đẹp và sang thật Anh trộm nghĩ Mới có mấy năm mà biến đổi nhanh là thế Em đó bây giờ công tác cùng chỗ chú Nó cứ nhắc anh hoài đấy Ba Mai Dung đỏ mặt có vẻ ngượng Lê Sơn ngồi ghế bên cạnh tay lái mùi nước hoa bay tỏa sang phía anh mùi nước hoa vào ngày nóng bức làm anh ngột ngạt phụ nữ như một bông hoa có quyền được thơm được đẹp nhưng không hiểu sao anh thấy mai dung thay đổi quá nhanh cái hồi ở ngoài bắc cô ta giản dị nể nếp biết bao lê sơn đánh bạo nói gặp em ngoài đường dễ chi anh nhận được anh cứ nói vậy dù ở đâu mai dung vẫn là mai dung thôi cô ta trả lời đầy tự tin Đôi môi như hoa hồng hé nở Anh cũng vẫn thế Ồ, vẫn củ lần phải không Đâu phải Công an các anh là những người khó hiểu Đùa đấy mà thật đấy Xe đến khách sạn Chú đã chuẩn bị cho anh một phòng ở đây Anh thay đồ Rồi lát nữa em Mai Dung sẽ đưa anh lại sở Bà anh vẫn làm việc Ăn ngủ tại đó luôn Vũ Châu mở khóa dẫn anh vào phòng Ông ấy không bao giờ nghe tôi Tôi đã bảo đề xuất xin một ngôi nhà Lấy chỗ lui về ở Sau này để lại cho con Nhưng ông ấy không nghe Cứ nặng nặc đòi ở sở Thời buổi bây giờ Ai cũng nghĩ đến mình cháu ạ Nghĩ lại cái thời ở hòn tàu Mà núi tiếc Hồi ấy một lon gạo Chia ba chia bảy Chẳng ai có gì riêng chung tất cả Còn bây giờ Và cháu có một mình xin nhà làm gì Anh lại nói hệt như ba anh Thế sau này anh không lấy vợ Có con sao Lúc ấy hẳn hay Lo dần đi làm vừa cháu ạ Thôi chú lên phòng làm việc đây Khi nào về sở Kêu Mai Dung đánh xe rước anh đi Chiếc Toyota do Mai Dung lái Chạy từ từ trên được bạch đẳng Ta qua bãi biển non nước chứ anh Thôi để bữa khác Bữa đi ra Thanh Bình Nể lòng Lê Sơn Mai Dung cho xe ra bãi tắm Thanh Bình anh tắm không? Lê Sơn lắc đầu. Trông xe cho em nhé. Mai dùng tay quần áo tắm nhảy ao xuống biển. Biển chiều hôm nay rất sáng. Lê Sơn ngồi trên xe, đầu óc anh luôn luôn chập chờn hình ảnh người con gái anh gặp trên máy bay. Buổi chiều cuộc biển sau mà rực rỡ, không gian lung linh một màu vàng óng ả. À. Mặt trời đỏ như hòn than cứ treo lơ lửng trên đỉnh núi Bà Nà. Có một người đàn bà đi một mình trên bãi cát gió biển thổi tạt ngang như muốn xô ngã xuống bà đứng lại một mình đối mặt với biển ngoài khơi có một con tàu ngang qua vang vào bờ biển tiếng còi nghe mênh mang từ phía xa lê sơn nhìn thấy một cô gái chạy lại anh nhận ra cô gái đã gặp trên máy bay cô gái vừa gọi vừa chạy theo bà chân như díu lại tới nơi cô giang tay ra và ngả vào ngực bà Má đi về đi, má đừng ra đây nữa. Má trông con mà. Con đã đưa tận tay lá đơn ấy trong tay cha bộ. Con có quà cho má đây. Cô gái lấy trong túi ra những thứ để dành cho mẹ. Ông ấy có nói gì với con không? Ông ấy bảo sẽ xem xét và khuyên mẹ đừng buồn. Má có buồn thật, nhưng má không ngã lòng. Má sống đến ngày danh dự của má được trả lại. Lê Sơn định mở cửa ô tô bước ra nhưng nghĩ thế nào anh lại thôi anh thấy lòng mình nao nao khi người mẹ quay lưng lại anh nhìn thấy trên tấm áo của bà có miếng vá với cuộc sống không mấy dư thừa bà đã phải mua một vé máy bay cho con ra hà nội số tiền này rất nhỏ nhoi đối với người khác nhưng lại quá lớn đối với bà có lẽ bà đã phải nuôi heo bán trái cây cấy lúa gòm góp vay mượn bao tháng ngày mới có Lê Sơn cảm thấy cái ô tô mình đang ngồi đây đối lập biết bao với cuộc sống ngoài kia. Cả sự phù phiếm, kêu xa của Mai Dung cũng trở nên lạc lõng, xa lạ. Anh mở cửa ô tô đi ra. Cô gái đã nhận ra anh. Có lẽ vì vậy anh từ ô tô bước xuống nên mặt cô tỏ vẻ chẳng mấy tiện cảm. Chào bác, chào em. Dạ chào anh. Cô quay lại phía bà mẹ, giới thiệu đây là má tôi con gặp anh ấy trên máy bay dạ tôi có thể đưa em và bác về được dạ cảm ơn chúng tôi đi bộ cả đời đã quen rồi phượng sao con lại nỡ nói với anh ấy như vậy bà mẹ tỏ ý ái ngại về đi má kẻo lại nhỡ xe đò hai mẹ con đi lê sơn đứng lại bần thần anh chưa kịp hiểu nỗi lòng của mẹ con bà vì điều chi mà cô gái phải ra tận Hà Nội gặp thanh tra bộ đâm đơn. Hẹn chi, mặt cô lúc nào cũng buồn. Còn bà mẹ, rõ ràng bà đang phải gánh chịu một điều gì đau khổ quá lớn. Ai đấy? Mai Dung đã lên bờ, đứng sau anh hỏi. Một người đẹp gặp trên máy bay. Mai Dung ngồi người, giọng hờn rỗi. Vừa mới quen mà đã si mê. Hẹn chi, anh không ưng ra non nước mà đòi ra đây cô chui vào ô tô đóng sập cửa lại xe vừa đỗ trước cửa sở công an lê sơn chạy vội lên phòng làm việc của bố nhưng không gặp ông anh nhận được mảnh giấy bố viết lại đặt trên bàn bà bận chút công chuyện còn cứ ở chỗ chú châu xong việc bà xuống đón anh xuống lộ ra ô tô mai dung lái đưa anh về khách sạn giám đốc vũ châu đã chuẩn bị một bữa cơm khá thịnh soạn trong lúc chờ đợi Hoàng Bảy, Mai Dung kéo Lê Sơn sang phòng khiêu vũ. Ở nước ngoài, những đêm vũ hội anh cũng nổi lên như một ngôi sao bởi cái thân hình đẹp và động tác nhảy điêu luyện. Mai Dung tự hào vì thấy Lê Sơn nhảy đẹp, nổi bật trong vũ trường với vẻ hào hoa riêng biệt. Cô nhường anh cho một bạn nhảy, ra bàn ngồi để được ngắm nhìn anh. Cô bạn đến bên Mai Dung. Bồ cậu đấy hả?" À? trừ hẳn vậy mày bắt xê sang tao được không đẹp trai nhảy đẹp dễ sợ cô bạn đập nhẹ vào vai mai dung tao ghen với mày nhưng lê sơn đã rời sàn nhảy đầu óc anh lại chập chờn bao suy nghĩ anh thấy tất cả những thứ này phù phiếm xa hoa xa xỉ biết bao trong khi vẫn còn những bà mẹ mặc áo vá những cô gái có một miếng ăn ngon cũng để dành mẹ mình phải tìm đến cô ta hình như cô ta tên là phượng mình phải hỏi ngọn ngành xem phượng có chuyện gì hệ trọng vậy liệu mình có giúp được gì không mai dùng thấy lê sơn không nhảy nữa cô đến chỗ anh anh kỳ cục thật chả lẽ đà nẵng không làm anh vui được sao lê sơn cười không trả lời dù có nói gì chắc mai dùng đã hiểu cô ta lớn lên trong sự chiều chuộng no đủ Vũ Châu xuất hiện Bà anh lại khất tôi không đến được Thôi ta cứ tự nhiên Vũ Châu kéo anh lại bàn Chúc mừng anh đã trở về Chú mong anh sẽ là người kế tục xứng đáng thế hệ của chú Trở thành người sĩ quan an ninh Vừa hồng vừa chuyên Mai Dung cười cảnh khách Bà nói cứ y như hô khẩu hiệu đấy Người sĩ quan an ninh Vừa hồng vừa chuyên Còn con thì là cô chiêu đãi viên Vừa hồng vừa chuyên Thế còn đạp xích lô thì sao Cũng vừa hồng vừa chuyên à Cô nói tiếp Giả dạ, dối sao rỗng Thế hệ ba sống bằng khẩu hiệu Còn chúng con lại khác Tự suy nghĩ tự quyết định Và sông tới Ba là đồ cổ seri The chót rồi Lê Sơn không tỏ thái độ gì Phản bác hay ủng hộ Anh chỉ cười xã giao lịch thiệp Với cả hai người Mai Dung đứng lên Riêng em chúc anh Lê Sơn nhanh chóng trở thành xịn một người công an thật xịn một chàng trai đà nẵng sĩ một người tình thật xịn cô đưa ly bia nghéo qua tay anh bắt anh cùng uống với cô một hơi cạn tôi đã nhiều lần nói với ba anh mình cống hiến cho cách mạng thế là đủ rồi bây giờ phải xả hơi mình đã từng nằm hầm nhịn đói ở rừng đương đầu với chết chóc thì bây giờ mình có xả hơi tí chút con nhà sang ở cũng là lẽ phải thôi Có sao đâu Bà anh mới thật là đồ cổ Mô đen đời chót đó Bà mình là thứ đồ cổ cuối cùng à Anh tự hỏi Thế hệ của ông làm được bao nhiêu điều vĩ đại Còn thế hệ mình mới bắt đầu Nhưng chú à Khi người dân còn sống khổ Ta sống sướng thấy không đáng Cháu kể chú nghe câu chuyện này Thôi, thôi khỏi, mà dùng cắt ngang Anh gặp cô gái con bà Hương Ở trên máy bay Thế là cứ trồng cây si Em biết họ Sao chả biết Anh gặp bà ấy ở đâu Vũ Châu hỏi Ở trên bãi biển Bà ấy hẳn đang có chuyện gì không vui Trong bộ dạng rất buồn Con gái bà ta ra Hà Nội Đâm đơn kêu chuyện gì đó Chú có rảnh không Không Hình như chú nghe phong thanh Một chuyện động trời đấy anh cứ hỏi ba anh chắc là rõ Là gián điệp chứ còn gì nữa Mày dùng nhanh nhỏ cướp lời Vũ Châu mắng con Mày biết chi mà xíu vô Sao mày Dung nói vậy Anh hỏi dồn Nhưng mọi người vội quay nhìn ra cửa Giám đốc Hoàng Mười đã đến Ông bắt tay con lắc mạnh Chúc mừng người đồng nghiệp của ba Lê Sơn nhìn bố Anh thấy ông vẫn ốm nhom như xưa Tóc bạc nhiều Tuy đôi mắt vẫn còn rất sáng Coi dạng ba vẫn ốm lắm Ốm nhưng không đau là được Ông quay ra bắt tay Vũ Châu Bắt tay Mai Dung Rồi ngồi vào bàn uống một ly bia Ông cầm lấy cái ly ở trong tay Nghiêng người về phía Vũ Châu Chúc sức khỏe anh Cháu Mai Dung và con trai của ba Ô tô rời khỏi khách sạn Chạy dọc theo đường sông Hàn Hoàng bày cho người lái xe về trước còn hai cha con xuống dạo theo bờ sông Họ đi tông rong trên bến cảng Nghe sóng sông hàn Tắp lên kẻ đá Hai cha con tìm một ghế đá bên sông ngồi Anh thấy thành phố của chúng ta thế nào? Có đẹp bằng thành phố nước Nga không? Hoàng Bảy hỏi con Đúng là so với các thành phố ở châu Âu Mà anh đã từng qua Đà Nẵng không đẹp bằng Không sạch bằng Đà Nẵng không có bảo tàng Ectimazer Như Leningrad Không có đường phố những cây bồ đề như Berlin. Đà Nẵng là thành phố biển, nhiều cát bụi, nhiều mũi và rác. Một thành phố lao động, làm lũ nhọc nhằn, đang dần đứng lên sau một trận ốm dài. Trên cơ thể nó còn bao vết thương chưa lành. Nhưng anh yêu nó vô cùng, bởi lẽ nó là thành phố quê hương anh. Ở đây anh có bố, có bạn bè, có đồng nghiệp. Anh yêu Đà Nẵng với sự đắm say của người tình. Thiết tha, cả mùi muối mặn trên tấm áo lam lũ mồ hôi của người mình thương. Vẻ đẹp không làm nên tình yêu bà ạ. Thành phố chúng ta chưa đẹp hơn thành phố châu Âu, nhưng con yêu nó, và khi yêu cái gì cũng đẹp. Có bao giờ anh hỏi tại sao anh yêu nó không? Bà mình vẫn thế, cứ như là chính ủy vậy. Lê Sơn nghĩ. Con vẫn tự hỏi, nhưng mỗi lần con trả lời một khác, khi ở trên máy bay, con nhìn bán đảo Sơn Trà đâm ra biển như một nắm đấm con nghĩ rằng con yêu đà nẵng vì có sơn trà nhưng bây giờ con lại nghĩ khác anh mỉm cười quay sang bố anh muốn kể cho bố nghe về người con gái ấy anh nhìn ra sông nói giọng xa xăm con yêu đà nẵng vì đà nẵng có những người như ba và như cô gái ấy hình như con có chuyện muốn nói Bà biết không trên máy bay con gặp một cô gái chúng con chưa có chuyện gì với nhau đâu nhưng con thấy quý cô ta ở sự nết na hiền thảo chứng cớ cô ta ăn bánh mì không còn giò và các thứ khác cô ta gói lại để dành cho mẹ trong lúc bà con mình còn sống như thế lại có người đi ô tô sống như vứt tiền qua cửa sổ hoàng bảy chưa trả lời con ông lấy thuốc lá đánh lửa hút ông nhìn cái cơ thể trẻ trung cường tráng của con và thầm nghĩ thời gian nhanh thật Mới ngày nào mà bây giờ Nó đã trưởng thành đến thế Giá như mẹ nó còn sống Thì những chuyện tình cảm, gia đình Tình yêu như thế này Nó sẽ dễ dàng thổ lộ cho mẹ Hoặc ít ra cũng chia sẻ với nó được Nhưng mình là một ông bố Mình không làm được Những công việc thượng đế Đã dành cho người vợ, người mẹ Thời gian chậm đây Mặt nhanh đấy Thoáng đã mấy chục năm qua Khi ông xuống tàu rời quy nhân Tập kết ra Bắc và ông còn ở lại. Năm 1965, ông trở lại quê hương. đúng lúc mức độ gia tăng quân sự của Mỹ ở Việt Nam lên đến tột đỉnh. Mảnh đất Quảng Nam trở thành mảnh đất máu. Quân Mỹ, quân Nam Hàn thay nhau trả sát. Chiến tranh như một chiếc xe ủi gớm ghiếc gạt đổ vùi lấp tất cả những gì có trên mặt đất. Huệ lị Đức Dục trở thành cửa tử. Một hạt gạo qua đây để lên chiến khu, bao người đã ngã xuống. Và chiến trường Khi qua Duy Xuyên Ông được tin vợ hy sinh Bà đã không sống được Đến ngày ông trở về Vụ tạm sát ở Vĩnh Trinh do Mỹ Diệm gây ra Đêm ngày 25 tháng 3 Năm 1955 Đã chôn vùi 36 chiến sĩ Trong đó có vợ ông Vụ tạm sát này đã làm rung động hậu phương Miền Bắc những năm đó Nhưng con ông có còn không Nó ở đâu Khi nằm bên bãi sông Áp lưng xuống cát nhìn trăng chờ vượt sông thu bổn ông đã khóc thương vợ con ông gặp một người đồng chí cũ vẫn còn trụ lại trong vùng địch báo tin tổ chức đã đưa con ông ra bắc thế là ông yên tâm sau 1975 lê sơn trở thành đồng nghiệp của ông anh được học tập đào tạo ở miền bắc trước ngày tu nghiệp ở liên xô hai cha con ông đã đến đập vĩnh trinh đốt nén nhang tưởng niệm ông lấy ngày 25 tháng 3 là ngày dỗ vợ Lần nào đến Vĩnh Trinh, ông cũng chọn 36 bông hoa màu đỏ rực và hai bông hoa trắng. Đó là hai đứa con của hai liệt sĩ cũng bị giết đêm hôm đó. Ông ít được gần con, nhưng mỗi lần gặp lại thấy con trưởng thành, ông rất yên tâm. Nhưng nó phải lấy vợ, phải có con, có gia đình. Ông đã chuẩn bị được gì cho đứa con độc nhất của mình? Cô con gái nói không phải là Mai Dung chứ? Dạ không có thấy mai dung thế nào con mới gặp nên chưa có nhận xét cô gái con nói khác kia con một người mà ba có thể biết đấy người đó cùng hoạt động với ba và chú vũ châu hồi xưa bà ngô thị hương phải không vâng và cô gái đó tên là phượng giám đốc bảy chợt không vui ta về đi ba cần nói với con về câu chuyện đó ở đây không tiện Các bạn vừa nghe xong phần 1 Tiểu thuyết phản gián của tác giả Mai Vũ Điệp viên K09 Chuyện tình báo xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Các bạn hãy chia sẻ, bấm đăng ký Để lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa đến thật nhiều người Xin chân thành cảm ơn Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình phát sóng quen thuộc 20 giờ tối hàng ngày trên kênh